Ôi, bánh trứng và bánh tét của chị sắp chín rồi đó các em. Chúng ta hãy kiểm tra nào. Ôi, một chút nữa là chín thôi. Ôi, chín rồi các em. Đây là nếp nè. Đây là thịt heo nè. Mừng năm mới các bạn nha. Tụi mình là hai chị em song sinh đấy. Tụi mình là hai búp bê Barbie nàng tiên cá. Các bạn có thấy hoa mai của tụi mình không? Chị ơi, hôm nay chúng ta có bánh phải không? À đúng rồi đấy em, hôm nay chúng ta sẽ có bánh tét nha. Yeah, bánh tét, bánh chưng nữa nha chị. Rồi, hello các bạn, hôm nay hai chị em tụi mình sẽ có bánh tét và bánh chưng. Rồi, đây là tất cả nguyên liệu để chúng ta có bánh tét và bánh chưng đây các em. Đây là gạo nếp đây. Đây là đậu xanh và đây là thịt heo. Chị sẽ cho một ít hương cái màu lá dứa vào đây nhé. Đây là lá dứa màu xanh xanh cho nó nổi bật lên nhé. Đấy, chị sẽ trộn đều lên. À, chúc mừng năm mới đến tất cả các em và gia đình nha. Chúc các em và gia đình có một năm mới thật là an lành, hạnh phúc và đặc biệt là rất là vui tươi. Các bạn để nấu bánh tét và bánh chưng thì tụi mình cần có một cái nồi thật là to như thế này nhé. Đây là nồi mini đó các bạn. Và một nguyên liệu không thể thiếu đó là lá chuối. Ok, chị sẽ dùng hai cái lá chuối ở đây. Rồi lát nữa chị sẽ cho dầu lên nhé, để cho nó đừng có gì dính nếp vào trong đây đó các em. Chị sẽ cho một ít dầu ăn lên đây. Đó, tán đều ra nhé. Các bạn nào thích về chủ đề Tết thì nữa thì hãy cho chị đã biết nha. Rồi chị sẽ cho gạo nếp lên. Và lát nữa chúng ta sẽ đem đi nấu. Đây là đậu xanh đã nấu và được nghiền nát ra đây các em. Chị sẽ lấy một muỗng và để lên gạo nếp luôn. Đấy, để vào đây nhé. Đây là lần đầu tiên chị mới đã gói bánh tét mini đó. Hơi không biết nó ra như thế nào đây. Rồi đây là thịt heo, chị cũng đã sắc sẵn ra luôn. Và chúng ta để chính giữa như thế này. Chị cho thêm một miếng nữa nha. Đó, cho nhiều thịt lên thì nó mới ngon. Rồi đó, tiếp theo là đậu xanh. Lớp cuối cùng là sau một muỗng nếp. Ok, chị sẽ để đều lên đây nha. Ở miền Nam thì người ta thường ăn bánh tét, còn ở miền Bắc thì người ta thường ăn bánh chưng đó các em. Các bạn nào ở đây là khán giả của chị đang ở miền Bắc nè, lát nữa chị sẽ gói bánh chưng đó. Ok, chị sẽ cố định cái dây ở đây. Rồi, bây giờ chị sẽ cắt ra để cho nó ngắn lại đó các em. Rồi chị sẽ ém chặt xuống bằng một cái đầu bằng phẳng của cái bút chì mới này nhá. Rồi chị ép xuống nè. Đầu còn lại chị sẽ xếp như thế này. Chị cũng sẽ cố định bằng rất là nhiều dây ở đây. Các bạn nào chưa đăng ký kênh Chị Bí Đỏ thì hãy nhanh tay lên nhấp vào nút đăng ký để được cập nhật những video mới thú vị khác nha. Chị nghĩ là cột ở đây đi ha. Ở chính giữa đây để cho nó được đều và trông đẹp hơn. Ô, các bạn ơi, đã xong rồi. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ làm cái tiếp theo đây. Tương tự như cái hồi nãy, chị cũng sẽ dùng lá chuối và để cái nếp ở phía dưới. Các em hãy nhấp vào nút like để chị Bí Đỏ biết được là các em có thích về chủ đề này hay không. Nếu như lượt like càng nhiều thì tức là các em thích về chủ đề Tết này, thì chị Bí Đỏ sẽ tiếp tục ra video về chủ đề Tết nhé. Còn nếu như like ít quá thì chị sẽ chuyển sang chủ đề khác. Ok, tiếp tục chị sẽ cắt cái đầu này ra nha. Đó, làm sao mà cho chúng ta bỏ vừa vào trong cái nồi hồi nãy đó các em. Ok, vậy là được hai cái. Và đây là cái bánh chưng chị đã gói được đấy. Ok, bây giờ chị sẽ bỏ vào cái nồi này nha. Đấy, bỏ vào đây. Một em, hai em và ba em. Bây giờ chị sẽ để lên bếp và nấu thôi. Rồi, chị đang nấu. Bây giờ chúng ta sẽ đậy cái nắp này lại để cho nếp nó mau mềm nhé. Để cho bánh chúng ta mau chín đấy. Ok, dễ thương quá cái nồi mini. Nó đang sôi ủng ục ở đây các em. Xém phỏng tay luôn. Sôi rồi. Những cái bánh mini của chị đang nổi lên đây. À, chắc là chưa chín đâu. Lát nữa mới chín các em. Đó, khi nào mà cái lá nó chuyển, nó ngả màu sang màu vàng vàng kìa thì bánh của chúng ta mới chín nhé. Cái bánh này ngon đây.
nhưng mà không biết bên trong nó như thế nào, nhìn thì rất đẹp bắt. Rồi. Ồ, cái này nó hơi bị nổi lên, chị sẽ ép nó xuống, đè nó xuống để cho nó màu chín. Hai các bạn ơi, mình đứng lại gần xem nha. Wow, nhìn đã quá, lần đầu tiên mình thấy bánh tét mini. Ái da, chết rồi, tóc của mình bị cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi, chị ơi, tóc em bị cháy rồi, làm sao đây? Cứu em với. Rồi, như vậy chị nghĩ là đã chín rồi đó các em. Ôi, cái này đã bị nứt ra rồi, không biết là bên trong như thế nào nữa. Thôi, chúng ta vớt ra luôn nha. Đây là lần đầu tiên chị mới đỡ gói nó, gói rất là cực. Đây là cái bánh chưng của chị nè. Cũng chín rồi, chị lấy ra luôn nè. Thơm quá. Rồi, còn cái cuối cùng lấy ra luôn nha. Đây, một cái bánh tét. Rồi, qua đây luôn. Chị ơi, tóc em bị cháy rồi. Trời ơi, sao em không cẩn thận gì hết vậy? Đứng gần cái lò làm cái gì để cho nó cháy tóc như thế này rồi. À, nhưng mà không sao đâu. Tóc sẽ mọc lên tóc khác thôi. Không sao, để lát nữa chị cắt bỏ cái phần này nha. Trời ơi, lần sau cẩn thận một chút đi. Chúng ta là nàng tiên cá mà. Rồi, tất cả các bánh của chúng ta đã chín rồi. Bây giờ, hai chị em tụi mình sẽ cắt bánh ra và thưởng thức thôi. Ok, chị sẽ cắt thử cái bánh này ra cho hai nàng tiên cá nha. Wow, cái mùi thì thơm lắm đó, nhưng mà không biết bên trong sẽ như thế nào đấy. Chị sẽ cắt ra nào. Không biết là chín hay chưa đây, hơi cứng một chút. Wow, chín rồi các em ơi, rất là mềm luôn và rất là thơm. Và chị còn thấy thịt heo bên trong nữa. Yeah, lần đầu tiên chị đã gói bánh thành công. Bây giờ chị sẽ lột ra thử nha. Wow, đẹp quá. Bây giờ chị sẽ lột cái này ra và ăn thử cái phần này nào. Thơm quá. Đang đói bụng đây. Chị bây giờ rất là thích ăn bánh tét ngày Tết đó các em, chị ăn thử nha. Ngon quá. Bây giờ chị sẽ lột cái bánh chưng này ra nha. Đây, bên trong đây các em. Các em thấy như thế nào? Thì chị thấy nó đã chín rồi đấy. Và chị thấy thịt heo ở phía trên nữa kìa. Wow, dễ thương ha. Bây giờ chị sẽ cắt thử ở chính giữa ra xem nó chín chưa. Ôi, chín rồi, rất là mềm. Wow. Thơm quá, lát nữa chị sẽ ăn hết luôn. Thơm quá các bạn ơi. Chị ơi, bây giờ chúng ta hãy nhanh ăn đi. Ừ, được đó. Bây giờ còn một cái cuối cùng này, chị cũng sẽ cắt ra thử luôn nha. Wow, cái này cũng thơm lắm các em. Các em có thích chị video gói bánh tét mini nữa hay không? Nếu thích thì hãy bình luận ở phía dưới nha. Chị sẽ tiếp tục nấu kết hợp với cái bộ đồ chơi mini. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm bánh chưng bánh tét nữa nếu như các em muốn. Ok, chị sẽ cắt ra nào. Ui, mềm, đúng rồi, vậy là nó chín bên trong. Chị sợ là nó không chín, ai ngờ nó đã chín rồi. Ôi, chị thấy thịt ở bên trong kìa. Wow, cái này nhìn được hơn cái hồi nãy nè, cái này nhìn tròn hơn một chút đấy. Bây giờ chị sẽ lột ra luôn. Các em hãy cho chị đã biết là cái em thích nhất là anh ăn bánh chưng và bánh tét với cái nhân gì ở bên trong. Chị thích nhất là ăn nhân đậu và nhân chuối.
Rồi, video nấu bánh tét và bánh chưng mini của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Đây là video hết sức là công phu, tại vì chị Bí Đỏ gà lần đầu tiên gói bánh đó các em. Rất là khó. Ok, hy vọng video này sẽ mang đến niềm vui và những giây phút thoải mái, giải trí đến tất cả các em. Và kính chúc các em và gia đình có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và vui tươi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.